gửi đến anh em một chiếc xe Jack Lay của anh. Xe này sản xuất 1930. Toàn bộ phần thắng của nó dùng khớp hết, không có dùng một dây, một cọng dây nào. Có cái đây là cái gạt đề này, gạt số đằng sau thôi. Xe này thì mang tính chất siêu tầm cao, nó siêu tầm theo thời gian anh em ạ. Logo là con phượng hoàng lửa này. Chi tiết làm nói chung là những năm 30 người ta làm những chi tiết quá là đẳng cấp. Đây có logo của hãng Jack Lay và hình người đạp xe này. Quả yên này ra nguyên khối rồi. Nó to. Chung xe này mang tính chất siêu tầm nhé. Bác nào mà thích siêu tầm thì đúng là độc dược anh em ạ. Độc dược, cái này nó gọi là độc dược rồi. Bidan 1930, sản xuất 1930 mà trơn như là. Nói chung là xe thì cũ theo thời gian thôi, nhưng mà đồ thì vẫn xài tốt, vẫn đi ok. Thế nha anh em nào, các bác nào mà có nhu cầu siêu tầm em nó thì liên hệ với em ạ. Cảm ơn các bác.